Qua khảo sát của phóng viên bản tin, hiện trên địa bàn quận Hoàng Mai và Thanh Xuân đang có thông tin giao bán các căn nhà 3 đến 4 tầng trong ngõ nhỏ, diện tích từ 35 đến 40 mét vuông, với giá chỉ từ 2,3 đến 2,5 tỷ, khá thấp so với thị trường hiện nay. Sở dĩ có mức giá này là do các ngôi nhà đều không có sổ đỏ và xây dựng trái phép. Nhiều người vì giá nhà đất tăng quá cao, vượt quá khả năng chi trả nên đành nhắm mắt mua nhà không sổ, dù biết tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đáng nói, khi chào bán, môi giới còn dở chiêu trò thông tin rằng luật đất đai sửa đổi có hiệu lực sẽ giúp việc cấp sổ đỏ trở nên thuận lợi hơn, khiến người mua tin tưởng. Việc mua bán nhà thông qua hình thức lập vi bằng không hiếm, nhưng những tranh chấp xảy ra từ việc này cũng đã có rất nhiều tiền lệ. Người mua không nên chạy theo cái lợi trước mắt để rồi tiền mất tật mang.